Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực của mình. Hôm nay mình làm món mì trắng chiên. Món mì này tuy đơn giản, gần gũi với mọi người nhưng khá lạ miệng. Đầu tiên chúng ta sẽ thái nhỏ hành lá. Tiếp theo nạo một củ cà rốt. Nạo thêm một củ khoai tây và ngâm vào bát muối loãng. Trần sơ 200g mì trắng. Vớt mì ra để ráo và thêm 2 quả trứng. Trộn đều mì với trứng. Dùng một bát lớn cho cà rốt vào, khoai tây, mì trứng vừa trộn, hành lá, một chút hạt tiêu, một thìa nhỏ bột canh, đảo đều hỗn hợp. Sau đó thêm 100g bột mì, đảo đều hỗn hợp. Đợi dầu nóng, cho mì vào chiên. Dằn đều mì trong chảo. Đến khi vàng giòn hai mặt thì cho mì ra đĩa. Thêm tiêu cà chua và phết đều lên mặt bánh. Rắc thêm mè vừng rang. Cắt chéo thành từng miếng vừa ăn, đẹp mắt. Vậy là món mì trắng của chúng ta đã xong rồi. Xin mời các bạn. Món mì trắng này khá quen thuộc với chúng ta, phải không các bạn? Hãy làm thử kiểu này, các bạn sẽ rất thích. Các bạn ơi, các bạn hãy like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!